Hoàng Yến và 21 Việt Nam. Chưa chưa. Ôi chị Hoàng Yến kìa chị, cho em chụp hình chị cả nhà. Ôi đừng chị. Ôi chị ơi, alo, alo. Chị sợ ông kính lắm em. Đừng em, đừng chụp chị nữa, đừng chụp chị, đừng chụp chị. Đừng sợ lắm, sợ. Giá dở mà Rồi chị đó nói em đó. Chị em cũng đâu có hay đâu. Em ấy không hay ok nhưng mà em không có ra MV. Không, cái MV sao khoe sắc đẹp. Nhưng mà chị ra MV khoe sắc đẹp có thể không? Mày chỉ đủ đẹp bằng tao mày không ra đúng rồi. Yêu mình, xong ghét mình, là cái là không thương mình rồi. Phát điên. Thấy vậy nè. Đến chương trình mà hát có một chữ mà bắt đoán là hát hay hay không thì thôi coi như đừng đi coi hát đi mà coi bói luôn đi. Đời chưa đủ khổ sao Thành. Đời đã quá khổ, quá mệt mỏi rồi. Sao còn bắt đầy ải nhau vậy Thành? Hãy cố giữ đúng cái nghề của mình là làm mặt chứ đừng làm nhục mặt người khác. Dài dài sợi gà, mềm thơm hương trứng, caro sợi gà, nhà nhà đều thích. Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy, tình chị em có chắc bền lâu. Thưa quý vị, hai nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng là gương mặt quen thuộc đã từng đến với chương trình, Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy. Dạ, vợ chồng em chào mọi người ạ. Nghĩa ơi, con cái ai sát vô Nghĩa? Hả? Tại vì anh đứng dậy nè thì camera lấy hình không bị khập khiễng. Anh đứng gần lại đi anh. Hả? Anh đứng gần lại đi. Không, anh vô giữa đây. Thôi, đây, anh cứ vô đây. Trời ơi nè, thấy không? Nhìn đi, nè thấy không? Nè cô dâu đẹp trai, chú rể đẹp trai ha. Anh Trường Giang với anh Thành xuống chơi. Cô dâu không, tại vì có ở giữa có bà dì rồi không dám xuống. Ê mà bữa nay Mỹ bà phong cách gì giống như là Lolita đó. Dạ thì mọi người cũng nhìn thấy hình ảnh bây giờ của em á, nó dịu dàng hơn, nó đáng yêu hơn và nó nhẹ nhàng hơn á. Nhả cục xạo rồi nè. Cục xạo là gì vậy anh? Trời ơi, cái cục xạo đó. Tại vì trong em có hai con người đó, phiên bản đàn ông và phiên bản phụ nữ. Thì phiên bản đàn ông là anh trai của em. Anh trai của em có tên là Võ Minh Sơn, còn em là Võ Hoàng Yến. Trời ơi trời. Dạ, sau khi cách ly á thì anh Sơn hơi mệt mỏi á, cho nên anh Sơn nuôi vào tịnh dưỡng một thời gian. Sao đặt võ công cho nó mạnh? Không, thành là võ tòng luôn đó anh. Thủy, bây giờ em muốn về vị trí nào? Em đây là lần đầu tiên em chơi mà em nghe nói là không chỉ ban tổ chức bày ra mấy cái chiêu mà lò, mấy cái chiêu mà lừa khách mời mà... Bày mấy chiêu lò là mấy chiêu gì em? Phải cười nhẹ nhàng. Mấy cái chiêu lừa khách mời mà còn anh Trường Giang với Trấn Thành cũng lừa luôn. Không có em ơi, chủ nhà là tao nói tâm thanh tịnh lắm em, không có làm chuyện lừa lọc đó. Không em ơi, chị á là người đã từng... Tại chị Yến nói em vậy. Không, chị người từng trải đôi khi biên tập họ cài cấm á em. Bởi vậy, bây giờ Thủy anh chị hỏi bé dạo này em có ra người yêu chưa? Chưa. Ủa Thanh biết? Em không tin vào đàn ông, hỏi làm sao em có người yêu được. Không, em không tin vào đàn ông có vợ rồi. Em tin đàn ông nha, đàn ông có vợ rồi em không tin. Ở vậy đi, về đi. Đây có hai vợ chở gì nữa. Nếu em không tin đàn ông có vợ, em chỉ ngồi chơi được với anh Nghĩa thôi. Được không em? Một lát nên anh có cái bàn hương án của anh trên đây nha. Để giữ xài đi. Em á lúc đầu á là em nghĩ bạn trai áo hồng này nè là hát không hay. Bởi vì á vừa hát mà vừa chèo thuyền là thấy ghét rồi. Kiểu ghét luôn. Thấy ghét tự nhiên ghét người ta. Ý là thấy ghét thôi chứ không phải ghét kiểu vừa chèo mà vừa hát đó. Hát kiểu gì? Bảo yêu mình, xong ghét mình, là không thương mình rồi. Đây, đó không? Đó. Cái chữ ấy ok nha, nhưng mà thấy kỳ kỳ sao á. Không phải đẹp trai mà mới là hát hay. Không phải là đẹp gái mà mới là... Chị quá hát không hay. Mới chị hát hay quá chị á. Ủa chị hát dở mà Rồi chị đó nói em đó. Chị em cũng đâu có hay đâu. Rồi vừa hai chị em sẽ tố cáo lẫn nhau. Em hát không hay ok nhưng mà em không có ra MV. Không có ra MV sao khoe sắc đẹp. Nhưng mà chị ra MV khoe sắc đẹp có thể không? Mày chưa đủ đẹp bằng tao mày không ra đúng rồi. Trời ơi, hay quá em ơi. Thiệt á. Màn chi vậy? Ta ngầu xấu sao cơ thể xấu ta. Mình đang sang, đội mình team sang, mình đừng có nói xấu người ta. Bạn này, cái nét diễn là cho mình thấy một cái người kiểm soát được cơ thể mình. ít nhiều gì cái cơ hội hát hay nó sẽ nhiều hơn là hát không hay. Còn Yến sao em? Cái người mà suyệt hơi dày mà hát dở nè. Ủa anh nói gì rồi? Em không muốn lên tiếng luôn á. Rồi qua em. Thưa quý vị, chứ gì anh nói gì để em lên tiếng à. Theo em thấy là bạn này mặc dù chỉ suyệt một tiếng suyệt thôi, nhưng mà tại sao người ta không cho mình coi, đúng không? Tại vì hát hay không cho coi, không cho thấy khẩu hình luôn. Cũng thì... hợp lý, đúng không? Cũng hợp lý. Tại vì lý. Nếu mà ở đây toàn dân chuyên nghiệp, ca sĩ đồ không mà. Tương kế tụ kế. Đúng rồi đó. Để cho mình nghĩ là hề. Ù mưu. Đó. Ù mưu. Ù miêu. Yến về rồi, anh Sơn đi rồi, Yến về rồi. Đó. Sơn, yeah. Đó, dạ, đó Yến tiếp lời nha. Đó, cho nên là cái cô này nè, nói là bộ đó. Ờ. Đó, bày đặt. Ừ. Anh này, em không có con corona nữa, đừng có. Đó. Cho nên mọi người không có kịp thấy được khẩu hình là gì hết. Tại sao? Tại hát hay. Hát hay cho nên đó, cố giấu đi, đúng không? Đúng không? Con Yến mà hàng xóm em chắc em sợ lắm á. Nó nói chuyện là em biết nó nhiều chuyện rồi. Nó ngồi nó diễn tả tao mình biết nó nhiều chuyện rồi đó. Trời ơi. Em ơi, chị nào tên Ngân lên đây ngồi giùm em cái. Trời ơi, em quỳ lại. Ê, nói nghe nè, cái này mà người nước ngoài coi cái podcast này chắc ta cười chết ha. Người ta không nghĩ là đất nước mình là có những cái chuyện mà dám làm vậy luôn á, thiệt á chứ. Thấy vậy nè. Đến chương trình mà hát có một chữ mà bắt đoán là hát hay hay không thì thôi coi như đừng đi coi hát đi, mà coi bói luôn đi. Mọi người bình tĩnh đi. Nếu mà cái bạn này mà ra đây diễn đúng thực sự từ đầu là mình quá tự tin rồi. Cái tập đoàn lừa đảo ở phía sau cố ý kêu bạn này diễn đơ thiệt đơ. Không, không, diễn dở không diễn được. Hả? Đây nè, cố ý giờ dở hay không tôi nói cái này là chi tiết chắc chắn đúng. Hồi nãy tôi đang nhìn ở góc này nó tối quá thì từ cái make up đó nó đậm thì mình thấy là ok, nhìn có vẻ fashion. Nhưng khi bạn lại gần thì thấy ô nó đậm quá. Đậm quá. Nó đậm hơn cái mức mà fashion cho phép, hiểu không? Phải bắt đầu nó không phải fashion nữa mà nó phát bực. Rồi sau đó ca sĩ từ sao tôi không thấy ca sĩ ai mà để cái neo mà dài dữ vậy, không có. Vậy là không phải Nam Trung làm hả? À, đó là bên bên đâu Trung làm thôi chứ không có Nam Trung đâu. Còn bạn này là dạng hot girl, trời ơi, bán trà chanh xém xó rồi, chết tôi rồi. Chứ đâu có bằng mấy cái con người mà hừ bà mẹ, ê lát tôi tới bà gì kìa, hay quá, bây giờ về cái mặt hay quá, chọn hay quá, chọn hay quá. Nghề của em là mình cứ gọi đơn giản là nghề làm mặt, cho nên là em luôn luôn phải rất là cố gắng để làm sao các bạn học sinh nhà em mốt đi ra làm nghề thì hãy cố giữ đúng cái nghề của mình là làm mặt, chứ đừng làm nhục mặt người khác. Đây là lời tâm sự của một thầy bằng ngày rằm. Em gặp Trường Giang hoài luôn. Dạ, em còn không biết lòng dạ ra sao, sao em tính. Lại còn ở trong đôi em nữa đây nè. Chắc là từ ngày mở quán ăn đó anh, có bao nhiêu xương rút hết. Không xương là trăm đường lát téo, là đây là không có đâu đâu. Anh Nghĩa cho em xin miếng nước uống. Đây em, ăn trái cây không? Gì vậy, tưới cây hả? Được. Tự nhiên cầm ly nước tôi điên vòng. Nghĩ là bởi vì nhiều người á. Thành đi đâu với Thành. Uống miếng nước hả? Ủa sao tự nhiên khát nước hoài vậy? Uống nước. Các em nhà đều khát nước. Bản thân Hà phải nói lời xin lỗi với bạn vì sao? Vì thật ra thì đúng như là Hà đã nói là chương trình này nó làm cho mình bị rối loạn. Mình rối loạn tinh thần. Đời chưa đủ khổ sao Thành? Đời đã quá khổ rồi, sao còn bắt đầy ải nhau vậy Thành? Sau khi Trấn Thành nhận được cứu lừa của người ta bắt đầu đi lừa chị Thiên lại đó.